À, chào tất cả mọi người đến kênh của thầy Trung. Hôm nay thầy Trung sẽ có cái bài gọi là nói tiếp theo ha, so về xem chỉ tay. Thì hôm thầy Trung cũng đã nói về vấn đề gọi là cái chỉ tay ha, là như là cách để mình xem sao cái bàn tay mình là dòm cái mu bàn tay ha, dòm sơ lược. Thí dụ như mình cũng không cần ha, cái này thầy coi để cho tất cả mọi người tham khảo, mình cũng không làm thầy nhưng mình cũng ở biết được ha. Mình không để mỗi lần mình coi người ta mình phải giở tay người ta ra ha. Mình không làm thầy thì mình nhớ ta, nhưng mà mình dòm xem, mình dòm mình liếc qua là mình biết cái người đó là cái họ đã thuộc về gọi là giàu sang, tính cách như thế nào ha. Hôm nay thầy Trung nói đầu tới làm bằng tay ha, cái cơ bản thôi, không có nói dài dòng nó mênh mông nhưng mà nó rất là chính xác ha. À, thầy Trung bắt đầu nói trong cái bàn tay mình thì nó cũng có tất cả là cái có tất cả là nó cũng có những cái gò sau đây á. Mình dầm cái gò bàn tay mình xè ra những cái bàn tay nó, ô cái lòng bàn tay, cái bàn tay sao đẹp dữ vậy nè người, sao ô cái bàn tay sao mà nó xấu quá. Xấu là sao? Bàn tay nó vừa xẹp, nó xẹp lép, và thứ hai nữa là nó xanh dần, thứ hai nó lạnh ngắt. Dầm người bàn tay vô lạnh ngắt ha, mồ hôi nó đổ, nó lạnh nhạt. Còn những bàn tay sao ấm áp hồng hào mềm, còn những bàn tay giống như là nó cứng giống như chai như đá. Nó thì cái bàn tay mình nó thể hiện cũng đã sự sang hèn rồi, đó là do xem bàn tay. Thì bàn tay mình nó thì nó tất cả ha, thì nó có những cái gò cơ bản sau đây ha. Đó, ví dụ như là gò 1 2 3 đó, đó là cái gò đây ha. Đó, ở cái gò này qua đây đó, thì đây là những cái gò mà cơ bản đó. Ừ, ví dụ như bây giờ thầy nói chung là cái gò thì gọi là nằm ở dưới đây ha. Thầy nói là giờ đánh mua số gò 1 đi ha, thầy nói ở đây cái gò này ha, gò số 1 là nằm ở dưới ngón trỏ. Thì theo về cái phương đông á ha, thì ở chỗ đó là nó gọi là cung tốn. Thì gọi là cái phương đông á, thì cái chỉ tay phương đông với phương tây thì hai cái nó cũng có vấn đề khác nhau ha. À, nhầm người á, cái hỏi như vậy có tên gọi như vậy, nhầm người có tên gọi khác, nhưng mà nói chung thì đông tây gì chúng ta quan trọng là chúng ta phải nghiên cứu và chúng ta phải kinh nghiệm, kinh nghiệm thì nó mới chính xác. Chứ sách thì nó nói tràn lan đại hải ha, chúng ta đọc vô thì là tổng quả mà. Thì thầy à, ngày xưa thì thầy do là thầy cũng đi xem nhiều cái bằng tay thì thầy bắt đầu thầy có kinh nghiệm thì ấy thôi, chứ chứ đôi lúc khi mà chúng ta không phải là trên bằng tay nó nói cái chỉ tay đó, cái đầu cái mình phán cho người ta đại câu, ví dụ như bằng tay cái chỉ tay đó nó có 2-3 nếp nhăn chỗ đó là ở đường hôn nhân này, 2-3 đời chồng, không có như vậy ha, là sai liền. À, ví dụ may mắn thì mình nói á, ví dụ trong 10 người đó khi lôi cái câu đó mình nói đại cái mình trúng, à, mình trúng cái đó mình nói là, nhưng không phải như vậy đâu, nó có sự kết hợp, cái gì nó phải kết hợp lượng giải. À, nó toàn từ tất cả cái hết ta mới kết luận được, chứ không thể nào mà một hai cái chi tiết mà chúng ta phán. Ví dụ cái bàn tay có đôi mắt đẹp, cái mình hôn là người ta là gọi là cái cuộc đời đã sung sướng, hay là mũi thật là to hăng đầy đặn rồi xong hôn là giàu, không phải vậy hả. Nhưng người cái trắng thấp quá chê người ta ngu, không phải vậy, không phải. Thì cái gì nó cũng phải tổng hợp từ trên đến dưới ha. À, một cái người đẹp hay cái gì á, một cái vật thể giống như một cái gì á, mình cũng có trang trí lên ở trên đó là nó hoàn hảo nó thì mới được. Rồi thầy trả lời vấn đề thì ở bây giờ tới cái gò mà chúng ta thấy này nè, cái này là có những người á, bàn tay họ chỗ này nó rất là xẹp, nó xẹp lép, nó phẳng lì, nó phẳng lì ha, nó phẳng lì. Nhưng mà cái gò chỗ này thì nó cao thấp làm sao, thầy nói bên hôm nay thầy nói chỉ cao thấp thôi, thầy không nói là cái gò đó là nó làm sao, chỉ tay nó làm sao ha, nhưng mà nó cao thấp thôi. À, 1 2 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 8 thì nó cũng gọi là theo cái phương tây á, thì nó xếp theo gọi là kim mộc thủy hỏa thổ ha. À, kim mộc thủy hỏa là kim tinh và hỏa tinh ha. Đó thì nó cũng giống như nó đại diện cho cái cũng nghĩ hành ngũ hành các gì sao mà gọi là tinh tú ha. Còn đối với phương đông á, thì nó theo gọi là bát quái ha, càng khảm cấn chấn khôn ly đồi. Ví dụ như ở trên đây là tốn ha, tốn nè, chính giữa đây là ly ha. Ly là chánh nam nè, chánh nam là đối diện với nam này, chánh bắc thì nó là cung khảm. Ở đây thì cái góc này là cung càn ha, cung đồi, đồi là chánh tây, mà chánh tây đối diện với chánh tây là gì, bên đây là gì, là cung chấn. Bởi cái người phương đông với người phương tây lúc nào cũng đối đầu với nhau, không thể nào mà hòa hợp với nhau lại được. Về cái phương thức mà chữa bệnh ha, là cái về cái quan niệm sống thì nó đúng đông tây nó đã là khác nhau, nó gọi là tây y hay đông đông y. Thì bây giờ giống như chiến tranh giữa người giống như bên Trung Quốc với lại là phương tây thì nó cũng nghịch với nhau, đông tây là nó khác nhau, chỉ tay thì phương đông phương tây thì nó cũng khác nhau. À, mà cách giải gì nó cũng khác nhau. Thì đương nhiên mình người phương tây thì mình xem chỉ tay theo mình nói theo phương tây, còn người phương đông thì mình phải nói theo phương đông. Chứ người phương đông mình nói theo kiểu phương tây, những cái từ ngữ cái chỉ tay mình nói về phương đông nó rất là
mơ hồ, nó nói gì nó nghe nó không có nó không nghe, gọi ta nói là nó không đi vào tâm được ha. Đó là nói về cái phương Tây. Và thầy nói về trả lại vấn đề, giả cái bàn tay ra, bàn tay người ta phải thứ nhất là phải đầy đặn, tất cả các gò này nó phải đều với nhau, nó đầy hết, nó đầy hết, nó đầy hết mà nó tròn, nó vuông, nó đầy đặn, nó không có, ví dụ như chỗ này thầy nó cũng bị kiếm khuyết ha, nó bàn tay chỗ này là nó đi, nó bị cái khe hở chỗ này cũng dở nữa nè ha, nó bị khuyết chỗ này nè, là cung khảm một khuyết vậy nè, nó khuyết gì giống như là dòng nước nó bị chảy đi, thì tất ngửa người mà có cái đường nó khuyết chỗ này là vậy, là trong nhà mình hay chịu thiệt thòi đó. Với hai nữa là có tiền mình cũng khó giữ nữa, mà giống như là mình có tiền cái mình mua sắm này kia ha, mình chi chuyện gì kia, giống như có tiền giống như ta nói vậy đó ha, mình làm chuyện này vậy kia. Còn mấy người mà chỗ này nó đầy hơn lên ha, thì họ có thể là họ chi tiêu một cách cẩn thận, giống như dòm đây nè, hóp chỗ này chạy đi. Thì cái bàn tay chúng ta thường thường ở trong cánh đồng gọi này là thường thường á, nó đừng có lõm quá mà đừng nó đẩy gì quá, nó nảy nở mà nó tràn nó chung trùng luôn không được, mà nó hõm sâu quá cũng là xấu. Rồi thầy Trung bắt đầu đi vào chi tiết ha, bắt đầu chi tiết để nói nhiều quá nó tràn lan đó. Thì bây giờ cái gốc này là cái gốc này là gì, tại thầy khỏi cần nói là nó là gọi là ta nói gì cung tốn ha, là nói về là gọi là mộc tinh kim tinh những cái nó nhức đầu lắm á. Chúng ta dòm thấy thầy dưới gốc này, dưới ngón tay cái này ha, thầy nói rõ dưới ngón tay cái này mấy gốc nó nảy nở quá, nó to nó dùng lên á, ta xè ra mày cái gốc này á nó cao hơn mình phải sao 1, 2, 3, nó cao hơn những cái gò kia, nó cao hơn gò này, cao hơn gò này, gò này mình phải phân biệt nó cao là sao thì nó cao, còn những cái gì mà nó cao bằng với nhau hết là nó cân bằng, nhưng mà thằng này nó nổi trội hơn, nó nổi trội hơn những cái gò kia, thì cái người đó là họ có nhiều tham vọng, họ có nhiều dục vọng, họ lúc nào muốn cạnh tranh, họ ước muốn được có cái gì á trong địa vị xã hội. Thì những cái người mà thầy nói làm bên cái nghệ thuật á, thì có cái gò đó thì tốt, gò đó tốt, mà cái người mà cái gò đó mà nó xẹp lép, cái này mà nó xẹp lép, nó trơn bị thẳng luôn, không có nổi lên, không chấp nhận, thì người đó ý chí bình thường, cuộc sống họ gọi là trung bình, họ khi đó lúc họ sao, họ an phận với cuộc đời này, họ cạnh tranh không lợi, tại vì con mình có ước muốn thì mình có cái tham vọng gì đâu mà mình cạnh tranh. Thường thường tới những người làm cái gì thì đương nhiên mình ước muốn một cái gì, mục tiêu gì mình phải có sự phấn đấu, mà phấn đấu thì phải cạnh tranh, mà cạnh tranh thì sao thì mới có được việc. Mình mới cái gì không trên đời này không có gì mà xứng, ví dụ chúng ta muốn làm một cái được cái huy chương gì đó, ta phải nỗ lực, ta đi ca hát thì ta phải nỗ lực nhiều lắm, rồi ta muốn làm giàu thì chúng ta cũng phải chịu cực chịu khổ, ăn đấm chịu sôi. Nó thì thầy nói đây cái gốc này mà đặc biệt là nó phải no đầy tròn, nhưng mà nó phải cân bằng cái bàn tay, thầy nói vậy thôi, nếu mà thấp quá thì thôi, thì nó thấp quá thì quá dở. Còn bàn tay đây thì mốt thầy nói sao, thì dù nó đây nó có những cái gì nó tròn đầy, thí dụ như có hình ngôi sao, hình vuông thì sao nữa ha, thì nó cực cực kỳ tốt. Thì thường thường á mà cái gò đó thì mà nó đẹp, nó sáng sủa, nó no đầy thì người nhiều nghị lực, nhiều nghị lực ha, thì nó sự nghiệp nó sẽ phát triển. Nhưng mà các gò khác thầy nói các gò bên đây mà nó kém quá thì cũng không thành công đâu nha. Có những người á muốn thành công cái gò thì thầy ơi cái gò này nó cao quá sao không có cái gì sự nghiệp, con thấy giờ có tham vọng có làm được không. Tất cả các gò bên đây nó kém quá, nó không triều về được, thì đương nhiên mình ước muốn trong đầu thì có, nhưng mà thật sự là sao mình không thực hiện được, thì mấy người đó gọi là ảo tưởng. Nó thầy ở lần như chứ mình không dám hô cái gò đó không, mà cái nó cao là cái hô cái là mình giàu sang phú quý là không có ha. Mình phải lần tất cả ngồi cái phải nó triều về. Rồi thầy bắt đầu nói tiếp về những cái gò, còn những cái gò này mà dưới đây cái gò dưới cái ngón giữa đây ha, ngón giữa cái ngón giữa này thì nó như thế nào, thì nó thuộc về là cái đó là cung ly hay là chánh nam ha, nhưng mà theo cái giờ phương đông nó thuộc về thổ tinh ha, ngón giữa ha, nó phát triển mà nó nhô cao quá thì sao. Cái này nè cũng như năm người chỗ này nó lồi lên, nó dảnh lên, có nhiều xè bằng tay chỗ đó nó dảnh lên, thì con người sao hay buồn cô đơn hay giận dỗi. Nó cái gò chỗ đó nó cao quá là không được ha. Nói về đó gọi là về cái hôn nhân đó thì nói ở ngay vừa đó nó quá, thì nói chung là mà cái người đó mà thường thường mà cái chỗ này mà nó cao quá, tánh họ sao hay vụ lợi, có tánh vụ lợi, làm việc gì có lợi họ làm, hơi ích kỷ một chút,
kỹ một chút. Còn con người mà cái ngón cho đó thì nó quá xẹp đó, thì nó cũng không được ha. Nó xẹp quá thì thôi, thì hơi ngu đó. Thì nó như vậy, làm việc gì thì dễ bị người ta lợi dụng, chịu thiệt về mình. Đó là cái ngón giữa, cái chỗ này ha, giữa lông giữa, lông giữa. Mà cái ngón này nó còn quá cao nữa ha. Nó ngón này mà nó có giữa nó cao hơn hai cái ngón, hai ngón này mà nó cao. Có những người ngón này nó cao nhất rồi, cao vuốt nó mất gì thường đó, thì người đó, đó thì đương nhiên cái tánh họ nó cái vụ lợi nó càng cao ha, vụ lợi càng cao. Cái đó là thầy. Nhưng mà người đó thì nói chung là cũng có tài đó ha, chứ không phải có tài không ai có tài đó. Nhưng mà thường cái tài thì thường thường là, nhưng mà nó không có cái được cái tâm được tốt ha. Nó tài mà không có tâm, nó có tâm thì phải có tài thì mới gọi là mới tốt. Rồi thầy nói tiếp theo là cái ngón mà dưới áp út, cái ngón này, cái ngón đầu nhẫn á ha, cái gò này, cái gò này nếu mà cao đầy đặn sáng, no tròn, có những người nó dung lên, nó dung lên chứ không phải nó phồng lên, nó phồng lên luôn chứ không phải là những người xẹp lép ra nó không thấy gì hết. Thì cái ngón này nếu mà ở đây nó đẹp, cái gò này đẹp thì tốt vì đường nghệ thuật, mình làm cái gì mình đam mê gì ha, thì đó thì mình trong vấn đề mà ngoại giao nghệ thuật thì nó cũng rất là ok ha. Thì nói chung là cái gò đó. Nhưng mà thường mà cái gò đó mà nó cao á thì người nó cũng hay kiêu hãnh lắm, cũng kiêu hãnh, từ cao từ đại. Nó thì giống như người mà thấy nó kiêu hãnh mà giống như gọi là to, giống như đàm dưới thân vậy đó. Cái góc đó mà nó cao quá thì nó cũng phải vừa thôi, nó cân bằng. Thí dụ tất cả những điều hết cái gò khác thì nó không sao. Nhưng mà gò đó quá thì họ kiêu hãnh, tự cao tự đại. Đó là vậy. Rồi thầy nói tới cái ngón dưới áp út, cái ngón út ha, cái góc bì ở bên đây. Góc bì nó rất quan trọng nha. Góc bì. Cái góc này mà nó vuông á. Cái góc nó vuông. Nó vuông thì cái góc này thầy nó hơi bị mớp vô phải không? Nó hơi bị mớp. Nhưng mà góc nó vuông nó mưa nó đầy đây. Nó bự, nó vuông mà nó đẹp chỗ này, nó cái gò rất là tròn nãy nọ. Thì người góc đó là họ sao? Họ ngoại giao rất là tốt. Nó ngoại giao. Cái góc đó là nó cũng ngoại giao. Mà thường bây giờ những cái người mà giàu thì người đều ngoại giao giỏi thì người ta mới giàu được. Còn bây giờ những người mà nếu mà chúng ta mà quan hệ xã hội mà chúng ta rất là dở, ta kém thì đương nhiên là phần thiệt gì mình rồi. Đó, mình phát phần đó. Đó. Mình làm ăn mà thí dụ bằng tay cũng có, đương nhiên mình phải thuê mướn, ví dụ công ty lớn mình làm gì đó, mình phải mời những người mà nhân sự có bằng tay vậy để người ta đàm phán. Có những gì thí dụ giống như ông Donald Trump nha, tại nó ngoại giao ông rất là ok ha. Đó, ông bình loạn hết ha. Trên dưới là trên thượng dưới hòa, cả thế giới đều ổn hết. Rồi tới ông Biden ông lên ngoại giao của ông thấy không? Có được cái gì đâu ha. Bắt đầu là thế sự nó nổi lên, chiến tranh thì nó nổ ra khắp nơi. Nó ý thầy nói như vậy đó. Một người mà đứng đầu mà tổ chức, đứng đầu một đất nước, đứng đầu về một cái khối nào đó mà ngoại giao dở thì đương nhiên chắc chắn là sẽ gọi là có gây sự. Giống một trong gia đình chúng ta cũng vậy, từ trong nhà hàng xóm xóm giềng mà chúng ta ngoại giao, chúng ta dù cái những cái xóm đó bây giờ nó có phức tạp hay là người không đàng hoàng hay là người đàng hoàng thì mình cũng phải ngoại giao. Mình không thích thì mình cũng phải ngoại giao, thì mình cũng lấy lòng mọi người, mình đừng có mất lòng ai. Cái đó là cách lối sống, cái lối sống. Với hai nữa là cái ngoại giao tốt để lợi cho mình. Thí dụ như mình làm như vậy thì người ta cũng giúp đỡ cho mình. Không có chuyện gì thì tối lửa tắt đèn, sớm gì nó có nhau ha. Giờ chúng ta thấy tình trạng nó sớm gì nhau, giận nhau một chút nhau rồi mất lòng, cái chữ qua chữ lại hoài, rồi đi cầm cây đó, rồi đi đập đầu người ta đó, rồi người chết. Hơn qua thì một người đi tù, kẻ thì chung thân tử hình, người thì đi về bên kia thế giới. Cũng vì chúng ta hơn thua, lời ăn tiếng nói chúng ta không nhịn được đó. Cái gì á, thí dụ mình cũng nghe ha, mình không có tiền thì mình cũng phải chịu đựng, mình không tiền thì mình ăn ít, mình phải chấp nhận, mình phải vượt qua cái tiền. Còn mình cái gì, cái tinh thần người ta chửi mình cũng phải tập để mình dằn cái cơn nóng mình xuống. Tại tất cả gì ai cũng vậy, ai chửi mình, ai nói mình nặng nhẹ mình, ai cũng phải buồn. Cái đó là cái quy luật tự nhiên của con người, là tâm sinh lý của ai cũng vậy. Nhưng mà mình phải kìm xuống được thì mình mới tu được. Còn chứ mình để cái bản tánh của mình giống như gọi là quan giả, giống như những cái con mà giống như mà ở động vật quan giả, nó làm theo cái bản năng sinh tồn của nó. Con người mình thì nó khác, mình đâu có để bản năng ấy. Nó giống như mà quan giả như vậy. Có những người có bản năng nó quan giả,
đụng lên là người ta nó giống như người ta nói ồ giết người tâm mà tao giết mày, ngửa tao giết mày tao không ở tù được đâu, mà cái câu nói đó nó không có được. Mình xã hội thì nó phải công bằng, mình làm cái gì người ta, mình giết người ta thì mình cũng phải đành tội, mình đánh người ta rồi người ta dở đầu chảy máu thì mình cũng phải đành thuốc, đành nhân mạng, đành thương tích, có hậu quả không? Mình đâu có gì, mình hơn thua làm cái gì, mình hơn thua mình được cái gì? Thì mình phải trong vấn đề mình hơn thua là thí dụ như mình phải cố gắng, mình vượt lên thử thách, mình kiếm tiền, mình lo cơm gạo áo tiền trong gia đình mình, có những người và khoe ham vào với hàng xóm, nó từng lời ăn tiếng nói, nó rồi con gà cũng tức nhau tiếng gái. Rồi thầy trở lại ha, là cái gò này thầy nói là cái gò gọi là dưới cái ngón tay út, thì cái gò này mà nó đầy đặn nó cao thì ngoại giao rất là ok, đi đâu cũng được việc ha. Còn cái gò mà nó xẹp lép thì thôi ha, xẹp lép thì thôi, nhưng ngoại giao đâu là thất bại đó. Đi khi ngoại giao đi tới một chút thôi xong thì về chữa lộn, mang tai họa về là gì? Tại vì sao có những người đi ra ngoài mà được việc, còn những người đi về xong gọi là bắt xong là cái đi qua bả nói qua vài ba câu, không có khéo trong lời ăn tiếng nói, không có khéo ngoại giao, rồi đem về cái quà về tới nhà, có những người là như vậy. Nhưng mà cái ngón út này á, mà thí dụ như thế nào, thí dụ như cái này mà nó bằng, thí dụ như thầy thì nó bằng nè, đỡ nè, cái ngón này cái này mà nó đầy đặn, nó đầy nó tròn, mà cái ngón út này nó cao hơn cái chỉ tay này nè ha, cái ngắn này nè, nó nằm lên đây, thí dụ út nó lên tới đây thì người cực kỳ nguy hiểm, người rất là giỏi, lúc nào làm ngoại giao cũng áp đặt người ta. Thế thí dụ thầy giống như là con trăng trần vậy đó, nó vậy đó, trăng trần buôn bán rồi chửi người ta đó, rồi áp đặt người ta, lúc nào cũng là hốt hồn người ta. Có những người vậy đó, ra ngoài ngoại giao á là khỏi cần suy nghĩ, là hốt hồn người ta, áp đặt người ta. Còn nếu á, thường mà cái ngón đó mà nó thấp hơn á, thì thầy nói rồi, cái ngón mà thấp hơn cái ngắn đó thì ngoại giao sao? Ngoại giao tuy là cũng giỏi thiệt nhưng mà có tính hơi bảo thủ, nó thiếu quyết đoán, e dè, cẩn thận, lúc nào cũng sợ người ta tấn công mình, người ta xấu gì với mình không, người ta có gạt mình hay không. Còn cái ngón cao thì lúc nào làm sao cũng bắt người ta theo làm sao, làm theo cái gì, hợp đồng hay gì cũng bắt theo ý mình. Đó, thì còn nếu mà nó nằm ở ngay cái ngắn giữa thì người ta tùy hòa ha, ta tùy việc mà thấy thì nó hài hòa hơn, nó cân bằng giống như cái mực nước vậy đó. Đó, đó thì chúng ta một cái bàn tay đó, thì nó rất là phức tạp, chứ không phải chúng ta nói là thí dụ những người ta chỉ mình một hai chiêu hay là một hai cái gì đó mình xem vui thì mình xem được. Nó thật sự chứ mình xem về tỉ mỉ xem này nọ thì nó rất là khó, chứ không phải là một hai cái đâu. Những người đó, cái đầu có thấy người ta có lỗ mũi đẹp cái đầu lỗ mũi này giàu sang nè vậy thôi, không phải vậy đâu. Một hai chi tiết là nó không có làm nên giống như chiếc xe vậy, có một hai chi tiết, một hai con ốc này nọ ta làm nên chiếc xe đẹp, chiếc xe hoàn thiện, không phải vậy. Khi mà nó đẹp thì nó hoàn thiện hết. Mà nó xấu thì dù một hai cái thì nó cũng cái xấu cái này nó cũng còn tốt chỗ kia, chứ không phải một cái xấu cái chê người ta hết, cũng không phải vậy. Là tướng số chỉ tay thì nó cũng vậy ha. Thầy nói rồi thế tình thì cái ngón mà thì cái giờ bây giờ thì xem đi ha. Thầy nói rồi. Đó, thì xem đi cái bàn tay của mình ngay cái góc đó nó có cao không, nó có xẹp không đó. Rồi cái ngón út cái ngón nó cao hơn không, nó cao hơn cái ngắn không, là bằng cái ngắn hay thấp cái ngắn, nó không phải kết hợp đó. Nếu mà thường thầy nói rồi, mấy người mà cao hơn cái ngắn thì tấn họ làm sao, có tài ngoại giao thiệt nhưng mà họ rất là nhiều ranh mảnh lắm, ranh mảnh lanh lợi, có tính chất hơi ma giáo xảo quyệt. Mình nói nha, thí dụ nói vậy thì mình thấy còn là phải lận kia nha, thầy ơi con nói vậy thầy nói xấu quá ha. Thì có những người ta nói những cái lời nói thì nói thẳng như vậy ha. Có những người cũng rất thích nghe nói thẳng, có những người ta thích nghe nhẹ nhàng, có những người ta thích gọi là giống như thích nghe chửi nữa ha, có những người chửi mà nghe cũng thích nữa, có những người ta không thích, thì cái xã hội thì nó như vậy. Rồi thì chung nói tiếp về cái gò thế âm ha, gò thế âm là cái gò mà nó nằm ở dưới góc đây ha, ở dưới góc cái bàn tay này, góc bàn tay này. Thì thường cái góc bàn tay này, thường cái góc là thế âm này nó phải đầy đặn, nó mà cân bằng thì nó là tốt. Mà gò thế âm đó đại diện, thế âm thì đại diện cho mẹ, cho vợ, là đại diện cho
là đất. Nhưng mà ở cái phương đông thì nó là cung tràng, là cung tràng. Thì thường thường mà cái người mà cái gốc này mà nó cao, nó cao, nó đầy đặn, nó vuông, thì con người lập trường họ vững. Biết không biết là tốt hay là xấu, thầy nói nha, không biết là tốt hay là xấu. Mình nhầm người lập trường làm chuyện sai mà vẫn cho mình là đúng, vẫn lập trường cho mình là làm cái việc đó là vẫn làm. Thì ta nó hơi cứng đầu, hơi đầu bò. Bàn tay lật ra, bàn tay mà con gái nha, nhầm bàn tay khi nó ốm nhôm nhách là nó xẹp lép mà. Nhưng mà nó con cái cho nó cũng vuông thì nó lập trường nó vững lắm, nó cũng lì đòn lắm đó. Đó thì thầy nói như vậy đó. Mà cái gò đó thì nói chung là đầy đặn thì được. Và thứ hai nữa thì đương nhiên là cái chỗ này mà nó đường cong, thầy nói nè, cái điều này nó cong nè, nó cong giống như cái bung tên. Thì những cái người mà có cái đường cong như vậy nè, dốc bàn tay mà nó cong đó, thì họ sáng tạo nghề nghiệp. Học sáng tạo nghề nghiệp, đi học đâu ăn cắp nghề của người ta cũng rất là hay, về khi còn phát minh ra nữa. Thì những người bằng tay vậy thì nên đi học nghề. Cái gốc này nó phồng nè, nó phồng ra. Còn người chỗ này thì nó thẳng nha, có những phải là chúng ta phải biết là nó vuông vậy nè. Nhưng cho thầy thì nó phồng nè, nó phồng ra. Rồi nhầm người này nó thẳng ra, người chỗ này nó nhô lên. Gò này nữa thì nó tiếp. Nó thầy nói về cái gò Thái Âm. Thì mà thường thầy nói cái gò mình nó thường thôi, nó cũng thoang thoảng, nó đều với thôi. Mà cao quá thì sao, hơi mơ mộng, diễn dông, làm việc nhẹ, lương cao, suy nghĩ đầu óc vậy đó, suy nghĩ trúng số, nghi sĩ một cái gì đó ai giúp đỡ mình, hay gặp cái người giàu sang người ta giúp đỡ mình, tối ngày cái suy nghĩ về những cái người khác không à. Nó hơi mơ mộng, nó thiếu thực tế đó, nó xa vời đó, thì nói là như vậy. Bởi thường thường mấy người đó thì sao, nó khó thành công ở đường công danh là vậy. Nên làm kinh tế mà kiểu đó là chỉ chết ha, cái trông chờ người này người kia không đó. Tại cái đó là cái gò Thái Âm. Rồi tới cánh đồng mà gọi là Quả Tinh á. Quả Tinh thì sẽ nói tới ở đây nè, chính giữa này chúng ta mở ra đường thì nó phải có ba đường. Con người mình nó phải cơ bản nhỏ thì phải là ba đường này, là ba đường gọi là đó, là hạnh phúc cơ bản của người ta. Mình phải có ba đường này, 1, 2, 3, nó rõ ràng mà nó vừa sâu mà nó không có gập ghềnh, nó không có những cái lúc mờ, lúc thì nó đậm, lúc thì nó lạc, nó nhạt, nó phải đều với nhau, là cuộc đời người đó là hạnh phúc, là một kết hợp. Còn bàn tay chỗ này chúng ta thấy nè, ôi nó gì đâu, nó nát tan, nó mạnh lưới gì, nó chia tùm lum thì cuộc đời nó nhiều. Chúng ta chỉ tay cho nó nằm, nó mọc nát hết là cuộc đời mình sao khổ tâm lắm, đủ thứ chuyện hết, cuộc đời nhiều lo toan. Còn người có ba bàn tay chỉ tay rõ ràng thì đương nhiên cuộc đời người ta tuy rằng nó không có cái gì hết, nhưng mà cuộc đời người ta ít sóng gió, nó không có gặp gọi là mai gặp rủi ro, gặp chuyện này chuyện kia đủ thứ. Nó có những người cuộc đời họ đủ thứ chuyện hết, có những người cuộc đời họ ta rất là gọi là ta nói bình an, an nhàn, hạnh phúc. Nó dòm đi ha, cái bàn tay mình sẽ ra coi giờ nó có cắt nát không, nó chỉ nó mọc tùm lum tùm la hết á. Nó nhầm người cái mọc lên đây tự nhiên sao có lên có đường may mắn, mà tại giờ nó cắt đứt nó ấy chứ, thì nó gặp trở ngại giống thầy nói vậy. Cái việc đó mình làm hợp đồng mới là có ăn, thí dụ thầy nói cái tập cái mình làm nó ở miếng đất đó như vậy, sẽ phải mình vô được vài trăm triệu hay cái tỷ gì đó, rồi có người vô ta phá đám mình cái mình mất cái lọc, nó là như vậy đó. Nó bằng tay mà chỉ giờ nó cắt nát nhiều quá là cũng không tốt. Đó thầy nói là như vậy ha, một cái bàn tay cho nó kết hợp là như vậy. Đó. Còn những cái người bàn tay mà chỗ này nè ha, nó cái gò chỗ này nữa, cái gò ngay chỗ này với này mà nó cao quá, nó phồng lên. Tánh người đó khi mà nóng mà cọc lên là không thể nào kiềm chế được, thầy nói. Họ rất là quạo cọc. Là cánh đồng Quả Tinh mà ha. Chỗ này. Đó là họ cao quá, nó phồng lên đó. Là không kiềm chế được, mà không kiềm chế được thì sao? Xảy ra những cái chuyện gọi là thầy nói thật, chúng ta thấy đó, giết người, đâm người. Rồi thứ hai nó thầy nói về cái gò Kim Tinh ha, gò Kim Tinh thì nói là cái này nè, nhầm người nói là trái chanh ha, trái chanh đây nè ha, gò này đó. Thì cái gò này mà khi mà nó phải bự mập to phồng lên thì sức khỏe tốt. Con người mình quan trọng nhất á, mình phải coi cái này là chủ đạo ha, nó nằm dưới con cái nè, cái gò này là gò chủ đạo nhất của mình. Coi quan trọng cái sức khỏe mình tốt thì mình mới làm gì.
Đấy, con người mình bây giờ ước ao thì tài năng thì nhiều mà cái gì cũng được hết, nhưng mà giống như sức khỏe không có mà sao làm được việc đây. Nó thì nói phải là cái gò này là chủ đạo, mà nó đừng có vừa thôi, nó phải cân bằng những cái bàn tay, mặt bằng này nó nảy nở quá, bàn tay trên đây nó không có gì mà này nó một cục trần dân, thì mấy người đó chỉ lao động về gọi là chân tay phổ thông. Cái này nó dày, nó cao mà kết hợp với bên đây nữa, nó cong giống như gọi là cái lưỡi liềm nữa ha. Nên nó cong. Thôi thì học nghề đi ha. Học nghề bằng lao động bằng sức khỏe chân tay thì trước sau gì cũng khá, cũng gọi là no cơm ấm áo. Tuy là không giàu sang hơn nhưng mà cũng là hơn người ta rất nhiều. Thì mấy người đó thì thường thường sao? Sức khỏe tốt quá thì ta cũng tốt, nhưng mà đường tay chỗ đó mà khi nó bị gạch nhiều cái đường mà chỉ tay nhiều quá ha. Đó, thì đó khi đó kia là sao, sức khỏe mạnh quá rồi đi ngoại tình đó. Ngoại tình đó, ngoại tình là gì, ngoại tình về với lại gọi ta nói giống như là đàn ông thì hay gọi là quan hệ xác thịt đó. Nó, cái con nó to quá đó. Thì gọi là mạnh sinh lý đó ha. Thì nó giống như là mạnh sinh lý đó. Còn nó xẹp quá thì yếu sinh lý ha. Cái chỗ đó chỗ này nè mà nó xẹp lép luôn đó. Rồi đó, là sao yếu sinh lý. Nhưng mà ta cũng chẳng có tình yêu ha, không phải những người ủa thầy ơi bàn tay cũng xẹp lép ở đây mà tại sao mà con vẫn cũng đi phái gái hả, ham gái hả, đi kiếm gái, nó còn có tình trạng nữa. Thì cái người đó đó là ham muốn cái gì, đổi con mắt, cái con mắt á thì nó bự hơn cái kia á, ý thầy nói kia thì nói ra vậy, đổi con mắt, sức khỏe không tốt mà ham muốn chuyện đó thì vậy đó cũng chết là bình thường đó, những người như vậy đó ham muốn. Đó, thì nói luôn tại sao, tại vì mấy người mà chỗ đó mà nó xẹp mà nó còn nhăn nheo gì á là vì sao, hay ngoại tình về tư tưởng đó, thầy nói vậy đó, ngoại tình về tư tưởng. Cái những người khi không có gì á, mê gái thì dắt gái đi chơi á, thì xem mà ngắm gái đẹp vậy thôi. Có những người đó là thuộc cái góc đó quá xẹp mà có mê gái là mê vậy thôi. Còn những người á thí dụ như là cái góc nó to thì họ giải quyết vấn đề về cái sinh lý nhu cầu người ta thôi. Đó thì đây thầy nói là thực tế là như vậy ha. Đó, chị em nào, anh em nào coi đi. Bàn tay của mình mạnh yếu là tự nhiên là biết liền ha. Thầy nói rất là thực tế. Mà nói là đúng chứ không có nói, mà đây thầy nói là giống như là thầy nhầm người giống như là đây là câu view hay là những người lên nó nói ra tùm lum, ngày nào cũng nói mà nói tùm lum không hiểu gì hết. Em kia. Nhưng cái những cái thầy chỉ á, đây là cũng là để cho mọi người tham khảo. Cái này tham khảo thôi nha, đừng có rồi 1-2-3 câu phán tùm lum cho người ta, nó coi cho vui thôi nha. Nếu mốt cái thầy chung ông trên ông chỉ mình như vậy đó, đó rồi á, cái mình phải kết hợp nữa. Thì ở đây nữa, cái bàn tay đó, nói như vậy, thí dụ thầy nói giống như bàn tay cái gò nó mạnh sinh lý thì hi ngoại tình này nọ, hay thích giải quyết. Có những người thì ta mạnh vậy thôi, nhưng mà người ta vẫn là đàng hoàng. Thì nó mạnh thì người ta về vợ chồng thôi. Người ta không có đi bậy bạ, có những người đam mê hồ đồ bây giờ 10 cô, 20 cô, nhầm người qua cả ngàn cô giờ cũng còn cái máu mê gái nữa là như vậy nữa. Đó. Chứ không phải phải xét kỹ vậy nữa. Còn là cái người mà mê đã đam mê rồi ha, là bao nhiêu cũng không đủ. Còn những người ta cái đó sức khỏe người ta tốt thì đam mê thì người ta vẫn gọi là theo cái vấn đề là chân chính vợ chồng thôi, người ta không có ngoài luồng. Còn những người ngoài luồng là cái tánh không tốt, phải xét vấn đề đó nữa nha. Người ta mạnh nhưng mà giờ ta có làm bậy hay không vậy thôi, chứ đâu phải lúc nào nhưng ông này ông mạnh sinh lý quá, ông hay đi ăn bánh trả tiền hay là ông hay đi kiếm gái là không phải. Thôi thì chung bữa nay cũng bài này cũng nói hơi nhiều quá, gần nửa tiếng thôi thì chung kết thúc ở đây. Tại vì cái vĩ tai nó rất là nhiều ha, thầy nãy nói về mà thí dụ như nói qua như vậy á thì cũng dễ hiểu, nhưng mà thầy phải thí dụ, thầy phải dẫn chứng, mà giải dẫn chứng thì thời gian rất là dài. Có những người vô đây thầy ơi thầy nói lê thê dài dòng quá, chúng nói thì chúng ta phải dẫn chứng, mà hãy dẫn chứng thì nó phải dài, giống như ta làm văn vậy đó, phải thí dụ mình thấy cho nó rõ chứ. Mình thầy lên tới những người nói lên chẳng ta nói 1-2 cái nó gò nó như vậy, cái này nó cao này là tốt, đường danh vọng phát triển sự nghiệp tốt, hạnh thông này nọ, không cái gì thôi người ta không biết gì hết. Không vậy đâu, đơn vậy thôi, phải luận, phải giải vậy. Rồi thầy chung xin chào. Và hẹn tất cả mọi người một cái bài lần sau cũng nói về tai con chị tướng, nó còn rất là nhiều ha. Nó hoài nó không hết đâu. Nó mênh mông lắm, rất là rộng, nhưng mà thầy
thầy ở đây thì thầy vừa chỉ mà thầy còn dẫn chứng, giống như thầy giải này là thầy giải rồi đó ha. Đó, thầy giải. Như mỗi người thì có những người người thì xưa ta giống nghề, còn bây giờ ta không giống nghề. Ai làm thầy, ai giống nghề nghề. Đó, không thể thì biết một hai cái là làm thầy. Đó. Làm thầy là phải biết nhiều, biết rộng. Cái gì cũng phải biết. Đó, phải nghiên cứu, đó, mỗi ngày thầy cũng học hoài học hoài. Học chừng nào đầu nó bạc. Đó thầy giờ đó là con mắt thầy rất là sáng ha. Đó, nhưng mà thầy đọc sách với con mắt của thầy nó giờ nó vậy đó ha. Nó phải đeo kiếng. Chứ thầy hồi xưa không thích đeo kiếng đâu. Đó. Không biết tự nhiên tóc thầy giờ nó cũng bạc nữa nè, nó bạc nè. Đọc sách nhiều quá. Đó là bế quan ngồi nhiều quá. Thầy đôi lúc khi họ thầy cũng phải làm gì phải suy nghĩ dữ lắm. Đó. Chứ con người mình nghiên cứu đó. Đọc sách là một chuyện ha. Giống chúng ta đi học ở nhà trường, cái ghế nhà trường lý thuyết là thầy dạy như vậy nhưng mà thực ra ngoài nó khác nhau. Sách thì nó dạy, nó chỉ là vậy, để chúng ta để là tham khảo thôi, chứ không có phải làm được cái gì đâu. Thầy nói á, bây giờ những người mà học bao nhiêu mà không có thực hành, không có ngồi thầy được thì cũng không có làm gì được, thầy cam đoan như vậy. Chúng ta là phải quan trọng nhất là phải thực hành, làm thầy là phải, mà nói đây thì thầy nói làm thầy nó cũng có số có nghiệp, có số nó nghiệp chứ không ai muốn làm thầy đâu. Có những người làm thầy rất là giỏi, muốn truyền cho con cũng đâu có truyền cho được. Tất cả cái nghề gì ta làm thầy nuôi vợ, làm thợ nuôi con. Không cái nghĩ là từ những nói là, thí dụ làm thợ thì chúng ta có cái một cái nghề ta truyền được. Thí dụ cái nghề thợ mộc, hay là cái nghề gọi là cái nghề mà mỹ nghệ, hay là nghề tiệm vàng, hay những cái nghề nó đủ thứ nghề, cái 300 mấy chục nghề người ta truyền cho con người ta được, dạy được. Nhưng mà cái thầy thì nó cái gì nó cũng phải là duyên số, cái nghiệp của người ta, số người ta làm thầy là người ta làm thầy. Thí dụ làm thầy thì nó có nhiều loại thầy, nó thầy nói nhiều thầy, thầy thì nó cũng có từng cấp từng bậc, thầy thì thầy cúng thầy gì đó ha, hay là thầy bối bài, thầy nó có nhiều bài, thì thầy người ta cao thì ta học vẫn cao hơn, thì người ta hạng cao hơn. Còn những người làm thầy thì cũng số người ta làm thầy thiệt, nhưng mà thầy nói thí dụ người ta không có học, người ta học gọi là cũng hơi thấp, nhưng mà số người ta làm thầy người ta cũng vẫn có cái năng khiếu của người ta, số ta làm thầy, nhưng mà người ta cũng có cái tài người ta. Thầy nói như vậy. Còn cái người có học thì người ta thì phải nó cao hơn một chút, ta hiểu rộng hiểu xa ta ấy hơn. Còn làm thầy thí dụ mình có học thì mình nói cái vấn đề mà cục bộ đơn giản giữa đời thường giống như với nhau thôi, nhưng mình đi sâu xa vậy thì người ta không có đi được. Thì thầy thì nó cũng có nhiều cấp độ cấp dạng với nhau đó. Rồi thầy Trung xin chào ha. Thầy Trung nói là mênh mông, thầy nói là mấy tiếng đồng hồ luôn ha. À, khi nhiều người bắt đầu lên đây thang, thầy ơi thầy nói dài dòng lê thê quá, có nhiều tánh nóng người ta không thích nghe. Cái đó nó đại vô đi ha. Tốt xấu ở cái này vậy thôi, không cần nói nhiều. Còn những người ta thích nghe, còn những người không thích nghe, nó nhiều quá, nó nhiều quá. Thì thầy nói là cái bàn tay á, thầy nói nữa, nói nào nó nhiều. Cái bàn tay mấy cái người mà cục mà nó gân guốc gì nè, nó giống như con rạm mà nó cứng gì đó. Là sao nó đánh đầu bò, là sao nó nói vô là nó hành động. Tại sao những người xong nói nó không trả lời là sao, nó hành động nó trong đầu là nó cầm dao nó cắt cổ nó giết mình chết tại chỗ. Còn những người mà nói qua nói lại lý lẽ vậy thì người ta tánh người ta rất là hiền, người ta nghe thì lý lẽ chứ không phải là hành động. Còn kia nó mày giờ không có nói nhiều quá, được 1, 2 thì sao, thì mấy người giang hồ hay xử nhau là vậy đó, nó không cần lý lẽ. Nói vậy thôi à, nói ra nó chém giết hành động thôi à, 1, 1, 2, 2 vậy thôi, nó không có nghe đó. Rồi thì Trung xin chào và hẹn gặp lại cái bài nói lần sau ha. Cái clip này thì nó cũng hơi dài, hơn nửa tiếng, nhưng tại vì trong đây thì chỉ tại những người yêu về chỉ tay thì xem, còn những người không yêu chỉ tay thì thôi khỏi xem ha. Chứ nói là dài quá thì nó ấy được, nhưng mà đối với người ta cần, người ta biết, người ta nghe thì người ta thích ha. Người ta còn người ta truyền đạt cho mình những cái mình xem ngoài đời thường cho nó vui đó, mình cũng biết nữa. Rồi thầy chào ha. Nhớ đăng ký kênh thầy Trung ha. Rồi ai muốn có xem về tử vi ngày tháng trọn đời thì phải kết Zalo qua số điện thoại. Có những người thầy ơi thì coi hồi qua sao cái tuổi này nó không có, thầy nói tổng hợp ra sơ thì cái những nào đó, lúc khi nó tới mà lục dấp qua biết bao nhiêu từ mà gọi là giáp tí cho tới quý hợi biết bao nhiêu tuổi, mà trong thầy nói gốm tóm gọn lại trong vòng nó có gì 20 phút 30 phút mà làm sao mà tỉ mỉ, sao nó hết được. Muốn hết được thì mình thấy cuộc đời mình thì thôi, thì mình có ngày tháng thì mình kết Zalo mình xem riêng, nó tỉ mỉ với mình hơn.
Còn xem đây là chỉ xem để chúng ta tham khảo thôi. Chúng ta đòi hỏi về riêng của mình hết. Biết bao nhiêu tuổi, người ta ai cũng vậy hết. Thầy đâu phải riêng một tuổi. Tuổi này tuổi kia thì nó rất là nhiều hết. Nó rất là mênh mông chứ không phải là lấy đâu gói ghém trong có bao nhiêu phút. Giống như dài 3 phút hay là 5-10 phút đâu có được cái chuyện gì đâu. Rồi, để chúng xin chào và hẹn gặp lại lần sau nha.